học sinh Trung Quốc cực kỳ sốc trước cuộc sống hạnh phúc của giới trẻ Việt Nam. Grab Việt Nam mến chào các bạn. Trong báo cáo hạnh phúc thế giới được công bố vào năm 2022, Việt Nam xếp vị trí thứ 77, tăng 2 bậc so với năm 2021 và tăng 6 bậc so với năm 2020. Điều này chứng tỏ rằng đất nước của chúng ta ngày càng phát triển theo hướng tích cực, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Và điều này cũng được công nhận bởi chính trải nghiệm thực tế của người nước ngoài khi đến Việt Nam. Trong video ngày hôm nay, tụi mình sẽ kể bạn nghe một câu chuyện người thật việc thật. Đó là một du học sinh Trung Quốc tại Việt Nam đã cảm thấy ngỡ ngàng thế nào khi chứng kiến không khí cháy hết mình của các bạn trẻ Việt Nam. Bạn du học sinh này đã đến tham dự và ghi lại những thước phim về lễ hội Kanagawa Nhật Bản năm 2022 tổ chức tại công viên Lý Thái Tổ, Hà Nội. Lễ hội được diễn ra với nhiều hoạt động đậm nét văn hóa xứ sở Hoa Anh Đào, thu hút rất đông đảo du khách đến trải nghiệm. Sự kiện gồm các chương trình giao lưu văn hóa, thương mại nhằm tăng cường sự hiểu biết của du khách Việt Nam về các địa điểm du lịch và doanh nghiệp tại tỉnh Kanagawa. Lễ hội Kanagawa là dịp để công chúng cảm nhận, khám phá những nét văn hóa độc đáo mang đậm màu sắc truyền thống của đất nước Nhật Bản thông qua các màn trình diễn về giai thoại, các ninja Fuma, điệu múa Yoshikoi ấn tượng đẹp mắt, các màn hòa tấu nhạc cụ dân tộc Nhật Bản đến từ Kanagawa, đồng thời tìm hiểu các thông tin về những điểm tham quan du lịch hấp dẫn và những tập quán văn hóa tiêu biểu của Nhật Bản. Phải kể đến là sự nhiệt tình của các bạn trẻ khi tham gia lễ hội. Các bạn thỏa sức diện trang phục cosplay, hóa trang thành những nhân vật trong các phim hoạt hình Nhật Bản. Sự kiện còn là nơi quy tụ nhiều tiết mục biểu diễn cực máu lửa trên sân khấu. Ngoài ra, còn có những màn trình diễn mang đậm nét văn hóa, con người xứ sở mặt trời mọc. Bên cạnh các hoạt động âm nhạc, còn có hoạt động vui chơi giải trí dành cho người lớn và cả trẻ em. Khỏi phải nói, lễ hội thu hút được lượng lớn các bạn trẻ tham gia. Đặc biệt là vào ban đêm, phố lên đèn, em cũng lên đồ. Nơi đây trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tiếng cười nói khắp ở mọi nơi, không khí vô cùng sôi động, vui tươi và hạnh phúc. Ngay khi anh chàng du học sinh này chia sẻ về trải nghiệm của mình, cư dân mạng xứ Trung cũng không tránh khỏi sự ghen tị mà bàn luận như sau. Nhìn qua video thôi mà tôi đã thấy không khí cuồng nhiệt tràn khắp màn hình. Các hoạt động nhảy múa, ca hát ở khắp mọi nơi. Tôi thấy ở Việt Nam có rất nhiều lễ hội, từ trường học, đêm nhạc cho đến các lễ hội công cộng. Dường như lúc nào cũng có lễ hội để người dân được tận hưởng. Còn ở Trung Quốc, cái gì cũng bị hạn chế. Nhiều khi muốn chơi lại không có lễ hội nào để được dọa hết mình như thế. Người Việt Nam có vẻ cuồng văn hóa Nhật, Hàn Quốc và phương Tây nhỉ? Có hẳn một lễ hội để truyền bá văn hóa Nhật Bản luôn. Nếu lễ hội này được tổ chức tại Trung Quốc thì chẳng phải sẽ bị mắng te tua à? Người Việt Nam cũng cởi mở thật, họ sẵn sàng tiếp thu văn hóa của nước ngoài. Thật ra, để đánh giá một cá nhân hay tập thể có hạnh phúc hay không thì sẽ phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố như xã hội, kinh tế, công việc, sức khỏe, đời sống cá nhân, vân vân. Quan điểm về hạnh phúc của mỗi người cũng có thể khác nhau. Nhưng dựa trên những gì mà cư dân mạng Trung Quốc bàn luận và đôi chút cảm thấy ghen tị với cuộc sống ở Việt Nam, có lẽ phần lớn xuất phát từ sự năng động, tự do của giới trẻ Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta có quyền tự do làm điều mình thích trong một môi trường pháp lý và xã hội độc lập và dân chủ. Hay để dễ hình dung thì chúng ta được tự do dùng mạng xã hội, trong khi người Trung Quốc không thể sử dụng một số mạng xã hội hot nhất toàn cầu như Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram. Tuy rằng các mạng xã hội Trung Quốc như Baidu, WeChat vẫn vô cùng tốt và phù hợp với người dân nước họ, nhưng việc hạn chế sử dụng các trang mạng toàn cầu sẽ khiến người dân Trung Quốc có phần hạn chế trong việc trao đổi với bạn bè quốc tế. Ngoài ra, bộ quy tắc của người Trung Quốc có nhiều quy định khá khắt khe về việc bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội. Chẳng hạn, không cho phép người dùng Internet đề cập quá mức các nội dung liên quan đến cờ bạc, uống rượu, công khai cuộc sống xa xỉ. Nội dung về đồng tính cũng phần nào bị giới hạn tại Trung Quốc. Sự ngột ngạt khi bị kiểm duyệt khiến không ít người dân nước họ cảm thấy ngột ngạt. Cuộc sống ở Việt Nam còn rất vui vẻ, người dân được tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa. Đất nước chúng ta cũng rất tích cực trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và giải trí dành cho giới trẻ. Giới trẻ cũng có cơ hội tham gia các hoạt động xã hội, những nỗ lực xã hội và các hoạt động nghiên cứu và phát triển bản thân. Tự chung, cuộc sống của giới trẻ Việt Nam khá vui vẻ và hòa đồng trong một môi trường xã hội tự do trong khuôn khổ. Như mình đã đề cập ở trên thì quan điểm về hạnh phúc của mỗi người sẽ khác nhau. Và ở đây, các bạn trẻ Trung Quốc ngưỡng mộ cuộc sống của giới trẻ Việt Nam, vì các bạn Việt Nam được tạo nhiều cơ hội để tiếp cận với nhiều nền văn hóa khác nhau, với nhiều hoạt động vui chơi trải nghiệm vô cùng thú vị. Trên đây là những nội dung của video hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.